Một em đèo von hoa họa tiết 3D quá là sang xịn luôn. Mẫu váy này hôm nay shop còn 3 size cuối là ML2X và mỗi size cũng chỉ còn có vài đơn thôi các chị. Số lượng rất là ít rồi nên chị nào ưng thì nhớ đặt liền nha. Đang sale còn 299.000 đã rẻ hơn bình thường. Lúc nào các chị coi livestream của em là cũng được ưu đãi hết. Thay vì coi trực tiếp shop, đầm này đang bán 450 thì hôm nay các chị chỉ cần như thế nào coi livestream đặt đơn thôi. Soạn mã cho em 1523 kèm số điện thoại, đơn giản vậy thôi. Có ngay một em đầm cao cấp giá một đại giá 299. Nhà em thì là chuyên thời trang trung niên ha. Cái mẫu này là mấy chị trung niên nhà em mê lắm nè. Hầu như là chị khách nào cũng đã có một cái rồi. Chị nào hôm nay chưa có mình đặt liền đi cho em shop hết rồi nha. Họa tiết in 3D nên là nó sẽ có cái hoa ẩn bên trong, cái hoa thì nó rõ ở bên ngoài. Đã ở ngoài nhìn nó sẽ có hiệu ứng chiều sâu, nhìn nó hút mắt hơn. Còn trên live thì có thể các chị nhìn nó không có được rõ nha, nhưng mà bảo đảm bên ngoài đẹp hơn. So với trên live của em thì bên ngoài đẹp hơn rất là nhiều. 299.000 đồng ngay hôm nay chốt đơn cho em có hàng luôn. Hai lớp form đầm xề dài nha. Khó ẩn được bay phía sau lưng của em ạ. Em còn 3 size cuối nha cả nhà, ML và 2X nha. Trên thử mình đặt sớm giúp em chưa nè. Hello chị Ngọc Yến nè, em chào chị Mỹ Lệ luôn. Đầm em mặc trên người đây có mã là 1523, nhớ đặt liền. Ngoài livestream giá xe bao nhiêu? 299 mấy chị, à quên 450. Còn ngay trên livestream sẽ là 299.000 đồng. Giờ mà chị nào qua trực tiếp shop cũng hơn 400. Trong khi mình chỉ cần ngồi ở nhà để bật điện thoại lên đặt livestream của em thì giá rẻ quá trời luôn. Khỏi cần đi đâu hết trơn á, kiểu này đơn giản mà sang ha, không có lỗi thời đó, mặc khi nào cũng đẹp cho em. Hai lớp nha, bên trong đúp lót không có mỏng, chất liệu von dài cho em luôn nè. 1523 và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà. 60 cân hả chị, lấy 2X đi, tại giờ XL em hết rồi. Em còn có 3 size cuối là ML2X nè, hôm ấy mình đo thêm L cho em đi nha. Số ký không em cũng chưa có chắc ăn cái size đâu. Mình đo thêm giúp em nè, cân nặng nè và số đo 3 vòng, à chiều cao cân nặng số đo 3 vòng, đo đầy đủ thông tin thì em sẽ chọn cho mình cái size nó phù hợp hơn ha. Lấy đầm em mang chốt mã là 1523 nha cả nhà. Lấy đầm em mang chốt mã là 1523 nha. 3 size cuối cùng nhanh tay em tư vấn nha cả nhà ơi, nhớ đặt liền trên livestream. Ngoài like không giảm giá nha, cũng đầm em mang tại shop 450. Cũng đầm em mang tại shop 450, trên like giá sale chỉ còn bao nhiêu ạ? 299.000 đồng. Chị khách nào chưa có mình nhanh tay đặt sớm giúp em ha. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán nha cả nhà ơi. Cố gắng mình đặt sớm để em tư vấn và chừa hàng chừa sai cho các chị mình nè. Mã số sản phẩm và kèm cho em cái số điện thoại là được nha. Em mặc trên người đây mã đầm sẽ là 1523 nha cả nhà. 1523 và kèm cho em cái số điện thoại nha. 299.000 đồng thôi ạ. Vải gì vậy em? Dạ vải von đó chị. Em mặc là đầm von ha, dễ thương lắm. Mấy chị khách chị em nhận hàng đều khen hết rồi. Đầm này best seller, khách quen nào cũng có một cái. Hôm nay chị nào khách mới mua thử trải nghiệm đi, đảm bảo là không làm cái chị thất vọng đâu. Nhận hàng cứ kiểm tra cho em trước thanh toán là được nha. Rồi nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size nè. Form đầm xè dài 1m6 là em mặc nhiêu đây? Tùy chiều cao mỗi chị mình mặc nó cũng sẽ khác nhau. Cái này mình có thể trừ hao giúp em ha. Em thì cao 1m6 là nó ngang tầm bắp chân nè. Đó, mình thích ngắn hơn thì lên like cũng được nha. Chị Huỳnh Vi có đơn 1523 nè. 299.000 nha cả nhà ơi. Mã sản phẩm giúp em 1523 kèm số điện thoại. Giá sale còn 299 nè. 450 tại shop, ở nhà coi like có 299.000 quá là hời luôn. 3 size cuối cùng là ML2X nha. Dạ một màu, mỗi một hoa văn em chỉ có một màu thôi. Mẫu này em chỉ có một màu duy nhất là nền đen họa tiết hoa đây. Xinh lắm, mẫu này các chị trung niên mặc sang chảnh nha. 299.000 đồng duy nhất trên like của em nha. 1509 hôm nay shop còn 2 size cuối là M và L, giảm luôn trên like này là 149.000 cho các chị luôn. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size nha cả nhà ơi. Mã số sản phẩm và kèm cho em cái số điện thoại nha. Chất lụa mango mềm mát thoải mái luôn ạ. Em mặc trên người đây mã số là 1509 nha. À 169k nha cả nhà. 169k cho em váy đàn mang, dễ luôn không? Cổ phương nè, tay phồng. Cái kiểu này nhìn thì nó khá là trẻ trung đúng không? Beo thì sang trọng rồi, nhưng mà form lên đầm thì nó trẻ trung á. Nên các chị mình dù trẻ hay trung niên cũng mặc đẹp cho em. 1m6
6 là form đầm vừa chấm gối nè. Đó, vải mềm mặt mát nha, không kèm lá khỏi trong. Do lụa mango này không có xuyên thấu nên không cần lá, cái chị yên tâm. Mình thấy em mặc trên like không, đâu có mỏng, đâu có hở gì đâu. Đó là nhận hàng giống như vậy ha. Chốt giúp em mã số là 1509 nha cả nhà. 1509 và kèm cho em cái số điện thoại nha. 169.000, hai size cuối cùng là M và L. Từ 40 cho tới là 55 cân mận vừa đẹp cho em nha. Chị khách nào trong khoảng tầm 40 tới 55, 56 cân mình có thể lên đơn. Shop sẽ tư vấn cũng như là chừa hàng, chừa size cho cái chị mình ha. Mã sản phẩm và kèm cho em cái số điện thoại nè. Dễ thương lắm. Trời ơi, chị nào hôm nay đặt đơn trên live của em là siêu hời luôn. Ngay trên buổi live stream này thôi, mình đặt hàng có 3 lần chia sẻ à. Đó, vài giây thôi, cách nhau có vài giây thôi là mình đã chốt được một em váy lụa mango xịn sò rồi. Dễ thương như này không đặt tiếng không, mặc đi chơi dạo phố, thậm chí cái chị mặc hàng ngày ở nhà nó cũng mát mẻ dễ thương nữa. Kiểu này em thấy đâu có lội thời đâu, khi nào mang cũng được hết trơn á. Cái cổ vuông này nhìn nó trẻ trung, với nó sáng bừng cái khuôn mặt của mình hơn đúng không, nhìn nó sáng sủa hơn quá trời. Chị Linh Ly có đơn nha, dạ size ML 70 đổ về. Đây là size M nhỉ em, đang mặc là size M nè, dưới 50 cân và eo dưới 70 cho em mình chốt nha. Sale còn 169.000 đồng thôi. Có may kèm hai cái túi tặng cho các chị mình tiện lợi lắm. Hai túi hai bên nha, khó ẩn được may phía sau lưng. Chất lụa mango này thì nó không có nhăn nhậu bay xù gì cả, nên mình cũng có thể là giặt tay hoặc giặt máy đều được ha. Rồi lấy đầm em mang chốt đơn 1509 nè. Lấy đầm em mang chốt đơn 1509 kèm số điện thoại nha cả nhà. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra rút thanh toán nha. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn nè, xin ha. Ưng ý mẫu này các chị nhớ đặt đơn liền cho em ngay trong bài livestream này thôi nha, không áp dụng giao bán tại shop. Cũng là cái váy em mang tại cửa hàng bao nhiêu tiền? 450. Đó, tại cửa hàng 450, ở trên live có vài giây chia sẻ thôi và ưu đãi còn có 169.000 đồng các chị coi, quá là rẻ luôn. Em chào chị Huệ Trần nha. Em cao 1m6, nặng 50 cân và em đang mặc là size M hả chị? Nhưng mà cũng tùy vào chiều cao mỗi chị mà có thể mình sẽ mặc cái size khác nhau nha. Rồi nhanh tay em tư vấn, sẽ có nhân viên chọn size ha. Hai size cuối cùng cho em là M và L. Hai size cuối cùng cho em là M và L nha cả nhà. Chị nào ưng cho em thì mình chốt nha. Dạ, mã số sản phẩm và kèm cho em cái số điện thoại là ok nè. Một màu duy nhất, không có màu khác nha cả nhà ơi. Cố gắng mình đặt sớm giúp em ha. 100% là hàng giao chuẩn mẫu nè. Lấy mẫu nào cứ bình luận bên dưới cho em nha. 1509 và kèm cho em cái số điện thoại. 1509 và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà. Một màu duy nhất, không có màu khác ạ. Lấy mẫu em mang bình luận bên dưới nha. Shop sẽ tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình nè. 40 cho tới là 55 cân mận vừa đẹp cho em nha. Hai size cuối cùng cho các chị là M và L nha. Chị nào ưng cho em mình chốt nè. Eo khoảng tầm 76, chị Tố Trinh. Size L mẫu này eo 76 độ vẹt. Size M eo dưới 70 ha. Sau lưng khóa kéo ẩn nè, dễ thương không? Nhanh tay nha, hàng còn ít lắm. Bình thường 450, bữa nay sale có 169 là các chị coi đi, giá quá hời luôn rồi. Vừa đẹp vừa rẻ thì hàng sẽ hết rất là nhanh nha. Và sẽ không về lại đâu. Hôm nay là những cái cuối cùng sale tặng 169.000 cho các chị mình thôi. Chỉ với 119.000 đồng thôi, các chị yêu có nghe một em đầm von xè dài đẹp không? Cái màu xanh này lạ nha, không có đụng hàng. Đó, hàng nhà em may chị, mua váy bên em á, mình không có lo đụng hàng ở đâu hết trơn á. Váy được giao đến tận nơi hỗ trợ xem hàng trước luôn ha. Hàng nhà em thiết kế, tem là nhãn mát đầy đủ luôn. Trên từng đầm sẽ có là mạt giấy mặt vải cho các chị mình luôn nè. Đó, nhận hàng là hàng mới 100%. Do là lẻ size thôi. Em này là hiện tại shop chỉ còn size M, sẽ dành cho những chị nào dưới 50 cân là cái size đang mang nè. Size M là size này nè các chị. Eo dưới 70 cho em thì vừa nha, còn eo trên 70 thì có gì đổi cho em sang mẫu khác nha. 119.000 đồng, nhanh tay có hàng luôn. Chốt cho em 1493 kèm số điện thoại là được. Đầm này đầm von ha, vải mềm lắm các chị yêu ơi. Vải này nó mềm mặt, em nói mặc là thích liền luôn á. Cứ mỗi lần em mặc tới cái đầm này là không muốn thay cái khác luôn. Dạ, eo 80 thì phải mặc lên 2X rồi mà em hết rồi chị ơi. Tiếc quá, đổi cho em sang kiểu khác đi. Bây giờ họa tiết lông công em mang cái màu xanh này nè, là chỉ còn size M, dưới 50 cân và eo dưới 70 cho em thì mình chốt. Đẹp rẻ khỏi lo luôn. Hôm ấy mình mua tặng với chị, rẻ đúng không? Có 119.000 cái đầm trung niên cao gấp luôn. Đó, ở đâu giao giá thì giá rẻ hơn được, em tặng
cho cái chị luôn cái đầm này. Kiếm được ở đâu đầm rẻ hơn em bán cùng chất cùng mẫu này luôn đi, em tặng cho cái chị cái đầm này luôn á, thật sự. Giá này là giá sale lỗ vốn luôn rồi. Chị đổi lấy có 3 lần chia sẻ livestream thôi. Phong đầm xè dài 2 lớp may kèm 2 túi nè. 1493 và kèm cho em cái số điện thoại nha, 119.000 đồng thôi ạ. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa sai nha. Váy mềm mặc mát thoải mái, em này mặc chất mát lạnh cho em luôn, đi bước nào thước tha cho em bước đó. Size 2XL là eo khoảng tầm 84 nhưng mà em vừa hết rồi chị ơi. Hiện tại mẫu đầm em mang chỉ còn size M, eo dưới 70 thì mình chốt cho em nha. Đó, mua mặc hay mua tặng gì cũng được, rẻ, đẹp và rẻ, hàng bao chất nha. Không phải cho 19 mà nghĩ là hàng không đẹp đâu mấy chị. Vẫn bao chất bình thường, khách nhận hàng cứ kiểm tra. Mua váy nhà em nếu mà khách mới mua lần đầu tiên mới biết shop hôm nay, có để mua trải nghiệm cái váy này đi, coi form coi chất em giới thiệu có đúng không. Trời ơi, nhận là thích liền, ở ngoài nhận hàng nó còn đẹp hơn trên like nữa, bảo đảm cái chị không nghĩ là mua cái này 119 đâu. Mặc đi chơi ai hỏi bao nhiêu tiền nói 119 không ai tin. Sale nha, sale lấy tương tác nha, 3 lần chia sẻ rồi 50 kênh đổ về cho em ạ. Chút mã 1493 kèm số điện thoại nè, dễ thương không. 1m6 mang dài là ngang bắp chân, chị nào thích ngắn hơn mình có thể lên like tùy theo form dáng mỗi chị nha. Ưng ý mẫu này lên đơn sớm để em tư vấn nè. Ngoài livestream giá sale là 450, ngay bây giờ chị khách nào lên đơn em giảm giá còn 119.000 đồng. Đổi lấy giúp em là 3 lần chia sẻ ha. Lên trang cá nhân hoặc lên trang cơ hội nhóm đều được nha cả nhà. Mình nhanh tay em tư vấn và chừa hàng nha. Mã sản phẩm cho em là 1493 nha. Em chào chị Tuyết Nguyễn à. Size L bao nhiêu tiền em? Size L cũng 119 nhưng mà em hết hàng rồi. Cổ tròn, tay ngắn, phong đầm xề dài, chiếc eo cao, che bụng tốt, có bụng không lo nha. Quan trọng là eo nè, eo dưới 70 thôi nha. Chất rất là mướt luôn á, trơn mà trơn mướt mượt luôn đó cả nhà. Và mát lạnh cho em. Một màu duy nhất chị, cái màu này em thấy mặc trẻ trung nè. Màu xanh này ở ngoài nó không có quá tươi. Xanh này bên ngoài nhìn nó mát mát lắm. Đó, không có bị quá lè loẹt đâu. Mình da trắng hay da ngâm gì mai cũng đẹp nha. 119 chốt đơn liền tay nha. Mã số sản phẩm và kèm cho em cái số điện thoại nha. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho cái chị luôn ha. 40 cho tới bao nhiêu ạ? 60 cân. 40 tới 50 cân em nhầm, hết hàng size lớn rồi. 40 cho tới là 50 cân mặc vừa đẹp cho em. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng. Chỉ sale trên like, không áp dụng giá bán này bên ngoài. Chị khách nào chưa có mình nhanh tay sớm. 119.000 đồng cho em ha. Chốt đơn 1493 kèm số điện thoại, bên em sẽ tư vấn và chừa hàng chừa sai nha. Giá trên like là 119 ạ. Tranh thủ đặt sớm giúp em ha. Sang đầm vét cái chị yêu ơi, rồi hàng siêu phẩm nhà em 199.000 trên like thôi. Lưu ý là em chỉ sale trong thời gian 4 phút nên là tranh thủ đặt sớm nha. Ưng ý mẫu này không ạ? À? Nếu mà ưng rồi thì phải chốt đơn liền. Ngoài livestream giá 450, hôm nay sale còn 199, hàng có sẵn đặt là em giao luôn nha. 40 cho tới là 65 cân vừa nha cả nhà, dễ thương không? Toàn bộ chân váy được may xếp ly từ trước vòng ra sau luôn nè, xuất sắc chưa? Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra cho em trước thanh toán. Lấy mẫu nào cứ lên đơn, shop sẽ tư vấn và chừa hàng cho mình luôn. Hello chị Trúc Ly nha, em cao 1m6 chị, form váy dài ngang, bắp chân không có ngắn đâu. Đó, rất là dễ mang cho các chị mình luôn nè. Chị khách nào chưa có mẫu này thì bình luận nhanh tay để được bên em tư vấn nha. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán. 1515 và kèm cho em cái số điện thoại, chất rất là đẹp luôn. Vét này em may cho mình đó là cô tông lạnh, như vậy nó dày dặn sẵn rồi. Đó, lên form hỏng mỏng nha, mà nó đứng form xè phồng đẹp chua nè. Trời ơi, chào bụng to, thoải mái cho em. Không lo chợt luôn á, che cái điểm tốt nữa. Xếp ly toàn bộ trên váy là cái chị biết nó tốn tệ hơn bình thường gấp đôi. Và những cái vét khác ha, mấy cái đồng vé khác không có xếp ly xè trơn là cũng đang bán bao nhiêu 400 hơn rồi, trong khi em này xếp ly tốn tải và hàng xịn đẹp nữa, mẫu mới luôn. 1515 em mang là đầm mới, mặt sale có 199 à. Đổi lấy 3 lần chia sẻ rất là dễ nha, mỗi chị che 3 lần chia sẻ, lên trang cá nhân hoặc lên trang có hội nhóm đều được ha. Lấy mẫu em mang trước 1515 kèm số điện thoại ra cả nhà. Một màu nâu thôi, cái màu này em thấy rất là dễ mang luôn, nó không có bị xến, mặc vừa sang mà tây nữa.
Trung niên mang đẹp nè mà trẻ mang cũng đẹp luôn. Sai lời cho chị Hà Phương có đơn ạ. 1515 chị Mỹ Huệ ơi, có size nha. Em mặc đây là size M. Và mẫu này có 4 size cho các chị lựa chọn luôn, ML, XL và 2X. Thiết kế cổ vest cho em rất là sang trọng lịch sự, mình có thể mặc đi làm, đi chơi và đi tiệc được luôn. Sau lưng được may khóa kéo ẩn nè. Đó, thích kiểu đầm mà xe nhiều, xe phong thì chọn những cái mẫu xích ly như vậy cho em ha. Nó đều tăm tắp, cái chị coi nhìn cái đường ly thấy nó chất lượng chưa? Vải đẹp, form gọn dáng, màu sắc sang trọng mà chỉ có 199.000. Lưu ý là giá sale chỉ áp dụng cho khách mua trên line, kết thúc livestream em về giá cũ. Cũng cái đầm này luôn, qua trực tiếp shop hơn 400.000. Ngồi ở nhà thao tác trên điện thoại không cần đi đâu hết thì đầm sale 199, cái chị coi cái nào rẻ hơn? Ở nhà coi livestream lợi hơn nhiều đúng không? Rồi đặt sớm để em tư vấn nha. Mã sản phẩm vào kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà. Nhanh tay em chừa hàng chừa size giảm giá cho các chị mình luôn ha. 199.000 rút cho chị Nguyên, chị Hồng Nguyên luôn ạ. Còn chị yêu nào chưa có mẫu này không? Còn chị yêu nào chưa có mẫu này không? Bình luận nhanh tay giúp shop nè. Mã sản phẩm và kèm cho em cái số điện thoại nha. 1515 và kèm số điện thoại giúp em ạ. Một lớp vải dày dặn ha, khóa ẩn phía sau lưng, tay ngắn đặt chân vải xếp ly. Thích cái kiểu xếp ly này mấy chị ơi, nhìn nó trẻ trung lắm. Mà vé ra mỗi đồ em về là màu sắc khác nhau, kiểu dáng khác nhau. Đó, đợt trước là không có xếp ly đúng không? Đợt này có xếp ly nè. Đó rồi, đợt sau thì hên xui nha. Bây giờ đang có sẵn thì mình đặt luôn. 40 cho tới 65 kênh vừa, 199.000 đồng duy nhất trên livestream này của em. Ưng ý chốt đơn 1515 kèm số điện thoại, bên em sẽ tư vấn và chừa hàng chừa sai. Chị là đặt nhanh, có đơn đặt chậm hết rất là tiếc. Em thì không có may lại đâu. Mỗi mã số hoa văn chỉ về một lần duy nhất thôi, hết để mở mẫu nha. Nhanh tay em tư vấn nè. Màu trơn mặt nó sang, không có lỗi thời chị. Màu này cũng không có kén da luôn. Đó, da trắng da ngâm gì mặc được hết. Chị Ngọc Hiền có đơn ạ. 1515 chốt cho chị Vũ Thu nè, còn chị nào không? Chị Ruby ơi, size L-L74 cho em, đồng này cứ đặt cho em size chuẩn. 40-65 cân L-84 quay đầu chốt đơn, nhận hàng được kiểm tra trước thanh toán. 1515 kèm cho em số điện thoại là được nha cả nhà. Mời em vải cực đẹp cho các chị luôn. Trời ơi, best seller nhà em, khách nào nhận cũng khen hết. Mình coi cái phong vải nào mặc lên rất là gọn dáng. Nhưng mà hôm nay em sale 149.000 cái chị mới được không? Thật sự luôn là lẽ sai rồi nhà ơi, nay còn size M hà. Chị yêu nào dưới 50 cân cho em nè, hoặc là eo dưới 70 nha, chốt đơn liền cho em. Mã số là 1531 và kèm cho em cái số điện thoại nha. Form lên gọn dáng lắm mấy chị. Chị nào mà tròn người á, có bụng nha, em này mặc rất là đẹp luôn. Hơi tiếc một chỗ là nó lẽ sai rồi ha. Đó, size M cho em nha. Rồi 139 luôn. Đúng rồi chị ơi, hôm nay sale luôn 139.000 đi cho dễ. Ok chị Minh Duyên có đơn luôn ạ. 52 cân đồng này em sợ là hơi chật, nếu nhưng mà đo eo đi nha, mình đo thử giúp em. Eo mình dưới 72 thì ok chốt nha. Đây cái phần eo các chị nhớ đo là trên đúng, hoặc là mình có thể đo ngang kiểu tay qua nè. Đó, eo 72 đổ về chốt cho em mẫu đồng này liền. Sau lưng khóa kéo, chất liệu là von hoa nổi và kèm cho em là khóa ở phía sau lưng nha. Bên trong đúp lót toàn bộ không lo mỏng. Đây các chị coi cho em cái họa tiết nè, những cái họa tiết này nè, nó sẽ nổi phía trên mặt vải luôn ha. Rờ vô là các chị cảm nhận được liền. Và cái tay áo nhúng vòng rất là dễ thương. Chị nào bóp tay to mà kiểu này đẹp mà không lo lộ bóp tay luôn á. 139.000 chị Khánh Minh ơi, chốt đơn chưa ạ? Size M, 50 cân đổ về hoặc eo dưới 72 cho em mình chốt, tùy vào chiều cao cân nặng cũng như số đo mà em tư vấn nha. Trước mắt bây giờ mình đặt mã cho em 1531 và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà. Một màu duy nhất, cái tông màu đen thì nó quá là sang, khỏi cần nói rồi, không lo lộ dáng luôn. Đó, tông màu gốc dân nền đen là tôn da gọn dáng và nên có trong tủ đồ ít nhất phải vài cái với chị. Mặc đi đâu cũng đẹp cho em, không kén tuổi, không kén da. 139.000 đồng chút chị Bảo Hân ạ. Chị Thùy Dương có đơn nè. Dạ 57 cân thì không vừa rồi chị Tuyết ơi, rất là tiếc nha. Đầm này của em bây giờ chị còn size M thôi. Tiếc quá à, nay mấy chị size lớn khỏi mua đầm này là em hết hàng rồi. Mình lựa cho em kiểu khác đi. Hôm nay cũng mới về nhiều đồng đẹp lắm, bấm vô trang em tham khảo còn rất là nhiều váy đẹp bên trong ha. Gộp đơn hôm nay 600.000 được miễn ship. Đó, chị nào vừa cái váy này thì mình mua, không vừa thì mua tặng cũng được ha. Vừa thì mua mặc, còn không vừa thì mua tặng, quá là rẻ. Đang bán 450 trên like giảm còn 139, cái chị trừ cho em tiết kiệm bao nhiêu tiền. Giá này giá tặng luôn đó, em lấy tương tác thôi, mỗi chị cho em 3 lần chia sẻ nha. Chị nào khách mới mình có thể mua trải nghiệm giá làm quen ha. Váy đẹp cho em khỏi lo chị, bao chất nhận hàng.
hàng cứ kiểm tra. Cái cổ áo được may cắt khoét cũng rất là đẹp nè. Đó, sẽ về nhẹ cho cái chị hình lục giác ha. Size L hả chị? Size L em hết rồi. Nhưng mà cái đầm này eo nó được cỡ 72 á. Mình đo thử eo cho em đi. Nếu mà mình đo eo mà dưới 72 thì vẫn có thể chốt nha. 139.000 đồng dài ngang bắp chân của em nè. Không có túi, cái này xè trơn nha. Xè trơn hai lớp phong đầm dài 40 cho tới là 50 cân cái chịu đặt hàng. Eo 72 đổ về cho em mình chốt ha. Mặc lên siêu hấp dẫn luôn. Mình tròn người có bụng, miễn sao eo đo dưới 72 thì bụng cái chị ơi không có sợ đâu nè. Cái bụng này nó cũng xè rồi. Đó, đây là bụng tròn xíu của không sao nha. Giá 139.000 đồng chốt cho chị Ngọc Dâu ạ. Rồi chị Thu Thảo, size 2XL về thêm không em không chị? Váy này còn nhiêu là sale hết hôm nay lại bỏ mẫu. Hết là bỏ mẫu chứ không may lại nha. Tranh thủ mình đặt sớm ạ. 139.000 đồng cho em cả nhà ơi, tranh thủ đặt sớm nha. 151531 và kèm cho em cái số điện thoại. Hàng sẽ được giao đến tận nơi và hỗ trợ cho cái chiêu kiểm hàng luôn. Đó, ưng ý đầm nào bình luận bên dưới cho shop nha. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán ạ. Em mặc trên người đây mã số là 1531 nha cả nhà. Chúc cho chị Ngọc Trân mẫu váy em mang luôn ha. Size L eo khoảng 74, eo khoảng 76 nhưng mà em hết rồi. Hiện tại shop chị còn size M, eo 72 đổ về cho em mình lên đơn nha. Một màu duy nhất không có màu khác ạ. Mã số cho em 1531 nha. Một vòng đi tiệc nhà em đây cả nhà ơi, xinh hồng, vần eo đính đá lấp lánh rất là đẹp luôn. Họa tiết chấm bi sang trọng và không lo lỗi thời. Em này hôm trước là về tới hai họa tiết lột nhưng mà hết trơn luôn các chị. Hiện tại bây giờ còn sót lại cái họa tiết bi này mà còn đúng một size cuối cùng là size M thôi. Rồi không sao, giá sale rẻ cho mình luôn ha. Gần hết hàng em chấp nhận lỗ vốn váy này luôn, 149.000 đồng. Ngay hôm nay chị nào dưới 50 cân cho em mình chốt ạ. Mã số sản phẩm là 1503 và kèm cho em cái số điện thoại là được nha, phải xin lắm cái chị bảo đảm luôn. Nhận hàng còn được kiểm tra nữa. Em này nha, tại shop đang bán là 450. Hôm nay trên live còn có size M. Bao nhiêu đơn cuối em sale lỗ luôn 149.000, đổi lấy giúp em 3 lần chia sẻ. Lên trang cá nhân hoặc lên trang có hội nhóm đều được nha. 149.000 đồng tranh thủ giúp shop ạ. À, nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size nha cả nhà. Đó, phom đầm xè dài dễ thương không? Đó, cái điểm nhấn em này á là sẽ có nhúng ly ngực nữa nè. Đây, nhúng ly cái đường chân ngực nè. Và đính kèm cho em là mấy cái viên đá hợp đan. Trên live không thấy rõ chứ ở ngoài cái chị nhìn cái đá này nó chiếu đủ màu luôn. Không nghĩ là 150.000 đồng này đâu. Bảo đảm cái chị mình như đây tiền là chưa đủ tiền vải. Giá bình thường em bán 450 mà. Riêng hôm nay chị nào ưng ý thì em giảm luôn ha. Đổi lấy giúp em 3 lần chia sẻ. 1503 kèm số điện thoại đặt ngay trên live, giá sale 149.000 đồng cho các chị luôn. Ai chưa có mẫu váy này bình luận nhanh tay em tư vấn và chừa hàng. Chỉ sale trên live không áp dụng giao bán này bên ngoài. Cố gắng mình đặt sớm cho em. Mã sản phẩm và kèm cho em cái số điện thoại là được nha cả nhà. Hai lớp. Đầm này xe dài hai lớp may kèm hai túi nè. Vai áo nhúng phồng. Chị nào bóp tay to mà cũng không lo chật nha. Mặc rất là thoải mái. Đây, không lo chật bóp tay mà còn dễ thương nữa. Dạ họa tiết bi ấy chị mà không phải là von thường nha. Em này là von nổi nè. Mấy cái chấm bi này là nổi phía trên mặt vải luôn ha. 149.000 chị Hà Giang ơi, có size nha mà tại em bán hết. Không phải là đầm này em may size nhỏ đâu. Váy nào em về cũng 4 size hết, em này cũng vậy. Vẫn có đủ size nhưng mà tuy nhiên là đến hôm nay em đã bán hết rồi. Đó, nói chính xác hơn là đầm này em đã bán gần hết hàng. Hiện tại chỉ còn size M dành cho những chị nào dưới 50 cân và eo 70 đổ về. Đây là những cái cuối rồi đó. Không về thêm nha, hết là em bỏ mẫu, chuyến sau về kiểu khác. Nên nếu các chị mà đơn ý rút kinh nghiệm thì đầm nào mình thấy đang có size của mình và cái giá nó đang cũng gọi là rất là ok, hợp lý thì mình đặt luôn. Như em váy này đi, có 149 ngàn hôm nay giá quá lời luôn á, còn chưa đủ tiền vải nữa mà. Em chấp nhận sale lỗ đổ lấy gấp 3 lần chia sẻ thôi. 1503 và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà. Giá sale 149.000 đồng chúc cho chị Duyên Trần 1503. Sau lưng được may khóa kéo ổn nè. Form váy này em may cho mình là form dài các chị yêu coi 1m6 nha. Đầm dài ngang bắp chân của em không lo bị ngắn, dễ thương ha. Nếu mà thích ngắn thì mình có thể lên like được nha. Size L em hết nha chị Thảo Ngọc ơi, em còn M
thôi, eo dưới 70 á. Mình đo thử giúp em phần eo. Eo 70 đổ về cho em là mặt đẹp, thoải mái, cổ tim, tay lỡ, không mỏng nha. Bên trong đúp lót toàn bộ cho các chị yêu luôn. Lịch sự, sang trọng, đi đâu mang cũng đẹp. Đã mua em này về là mùa nào trong năm mặc cũng được hết. Mà đi tiệc nào mang cũng đẹp nha, không có lỗi thời, không có bị xến nha. Các chị mặc rất là sang luôn. 149.000 đồng, chị nào size M cho em mình chốt nha. 40 cho tới là 50 cân vừa đẹp nè. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa sai nha cả nhà ơi. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán nè. Lấy mẫu em mang chốt đơn là 1503 và kèm cho em cái số điện thoại nha. Von Bi nổi hàng vải đẹp cho em luôn. Đó, giá bình thường 450, hôm nay chị nào chia sẻ cho em 3 lần rồi, sale luôn còn 149.000 đồng. Nhớ đổi cho em 3 lần chia sẻ. Lên trang cá nhân hoặc lên trang có hội nhóm đều được nha. Size M eo dưới 70 cho em là vừa đẹp nha chị Luyến ơi. Một em đồng sơ mi chấm bi cho các chị mình đây với cái họa tiết này, trời ơi quá là sang trọng luôn. Hiện tại em đang có 4 size cho mình lựa chọn và ngay trên buổi livestream này chị nào đặt đơn cho em đổi lấy gấp 3 lần chia sẻ nha. Váy em mang giá về tay chỉ 169.000 đồng và duy nhất dành cho khách mua trên live thôi. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size nè. Chốt giúp em mã số là 1539 và kèm số điện thoại nha cả nhà, 4 size ha. Em mặc là size M như chị Thùy Linh. Thường thì hầu như tất cả các váy em mặc size M là vừa nha, em 50 cân. Em 50 cân 1m6, eo em là 70 ha. Rồi, từ 40 tới 65 cân vừa đẹp, mẫu này các chị cứ đặt size chuẩn cho em là được nha. Giao hàng đến tận nơi, hỗ trợ xem trước thanh toán. Thiết kế tay dài, ba thương phần tay áo nữa nè. Rồi cái vải nó mát lạnh luôn á. 1539 chị Thảo Ngọc ơi, đặt hàng đúng mã số giúp em nha. Rồi bây giờ vô tình xem trúng cái livestream em đang sale 169.000 nè, là phải tranh thủ đặt liền. Tại vì sao? Ngoài livestream sẽ không được giảm giá. Ngay bây giờ tại cửa hàng em vẫn đang bán 450 đồng này. Vậy mà trên live cách nhau có vài phút đặt đơn thôi, váy em mang 169.000 các chị coi, không đẹp không lấy tiền, vải đẹp cực kỳ luôn, mặc vô là ưng liền, mát lạnh, vờ vô như vậy là trơn mướt luôn các chị coi, đạt dễ thương ha. Họa tiết bi nền đen không kẽ da nha. Chốt đơn cho em 1539 kèm số điện thoại là được, shop sẽ tư vấn và chừa hàng vừa size. LL74 chị đo chị trăm mời 4 size cho mình lựa chọn. Tuy nhiên mỗi size ngày hôm nay các chị thấy đẹp mà rẻ nữa, nó hết hàng gần hết rồi, em sale nó cũng gần cháy hàng rồi. Hiện tại chị nào dưới 65 cân đó tranh thủ đặt đơn luôn. Mẫu này mà còn suy nghĩ đắn đo nữa là em sợ không có hàng nha. Hello chị Ngọc Hà, chị Cẩm Tú ơi, size 2X váy em mang eo tối đa là 84. Do là cái váy này em có mang chiếc eo ở đây rồi nha, lụa Nhật. Chiếc eo ở đây rồi nên là size chuẩn thôi. Còn chị nào mà size hơn ha, số đo mình eo trên 84 thì mình đợi một chút nữa em giới thiệu kiểu khác. Đợt này có về đầm resize coi giãn eo lên được 90. Nhưng mà đầm em thì không được, đầm này em 84 thôi. 1539 kèm số điện thoại cho em. 40-65 cân vừa đẹp, dễ thương lắm. Độ dài vừa mang luôn, 1m6 phong dài nạt qua gối rồi dễ mang ha, lịch sự kín đáo quá trời. Có nhúng 2 ly trước và 2 ly sau, phồng xè lên thon gọn, dáng che bụng tốt à. Cổ sơ mi mặc đi làm được chị, cứ đầm sơ mi đầm vest là vừa đi làm vừa đi chơi được cho em thoải mái nha. Ok chị Hương Giang có đơn ạ. 1539 chị bảo cho em số điện thoại, bên em sẽ tư vấn nha. Mình đặt đơn xong là sẽ có nhân viên alo trực tiếp đến số điện thoại của mình để mà tư vấn cũng như là chừa hàng chừa size ha. 169 hôm nay sale, hôm nay giảm giá các chị yêu ơi, 450 tại shop. Ngay trên bài like này đặt liền cho em mã kèm số điện thoại, nhớ bình luận trên like luôn. Thì giá đồng chỉ có 169.000 đồng, rẻ không, còn hỗ trợ phí ship nữa. Thành phố ship 20.000 đồng và ship tỉnh đồng giá là 30. Đó, em mang nè, cái đầu nó xè với chị coi, chân váy này xè rộng nha. Đây, xe rất là rộng, mặc lên form gọn dáng cho em. Đang cần tìm đầm che khuyết điểm tốt thì đang chọn che mẫu váy này. Tông nền đen, tôn da gọn dáng và không lo lỗi thời luôn. Đó, với lại là da nào các chị mang cũng được. Mình coi cho em nè, nền màu đen mà da trắng da ngâm gì mang cũng đẹp nha. Ai lấy mẫu này chốt đơn giúp shop ạ. 1539 và kèm cho em cái số điện thoại ha. 169.000 đồng chị Phương Quyên có đơn nè. Rồi một cái size lời cho chị Ánh Tuyết, ok chị Lê Trần, 63 cân được không sót, eo 84 đổ về là được, mình cứ đo cho em đi, cân nặng chiều cao số đo 3 vòng. Mẫu váy này của em dưới 65 cân vừa đẹp, đặt nhanh tay giá 169, nhớ đặt liền nha, ngoài livestream không giảm giá. Ưng ý đồng này chốt giúp em 1539 kèm số điện thoại, ai nhanh tay có đơn, ai chậm tay là hết nha cả nhà, số lượng không còn nhiều, tranh thủ giúp em ha.
Một năm 25 bộ váy em mặc đây với chất liệu là lụa mango nè, dáng đầm chữ A nhẹ nhàng dễ mang, eo sẽ không có ráp xòe như bình thường mà sẽ suôn từ trên xuống dưới nè và có kèm nhúng ly cho các chị mình thôi ha. Dạ size L khoảng tầm 75 nha, em còn 4 size. Một năm 25 4 size cho mình lựa chọn. Ngay trên line này giảm còn 269, chỗ rẻ hơn tại shop nhiều rồi. Qua trực tiếp cửa hàng em á là 450.000 đồng. Đó, vậy mà hôm nay ngồi ở nhà thôi, ngồi ở nhà bật điện thoại coi livestream thôi thì giá xe bao nhiêu ạ? Chỉ có là dạ 269 đó chị Tường Vi ơi. Đồng đẹp giá rẻ, cảm ơn chị yêu nhiều. Trời ơi, ngày nào livestream mà khách mua khen là em thích lắm luôn á. Nếu mà chị yêu nào đã nhận hàng và thấy là ưng ý với sản phẩm bên em ha, cảm thấy là đẹp nè, xứng đáng giá tiền cái chị mình bỏ ra, hoặc là mình cảm thấy nó quá rẻ luôn á, thì nhớ là cho em xin review nha cả nhà. Có 269.000 em nói nhận cái đồng đẹp hết hồn luôn. Đó, váy nhà em váy trung niên, thời trang thiết kế mình coi nè. Hoa văn sang trọng hồng, màu sắc nhã nhặn, lên form gọn dáng, chất rất là đẹp, hàng lụa mango xịn. Mà chỉ có bao nhiêu? 269.000, còn chưa bằng nửa giá thị trường bán. Thị trường bây giờ đồng trung niên thời trang thiết kế là phải từ 500-700.000 trở lên. Em sale bộ váy này chỉ có 269.000 đồng, các chị yêu coi quá hời luôn rồi. Nhanh tay mình đặt ngay để em tư vấn nha. Hàng sẽ được giao đến tận nơi và hỗ trợ cho các chị yêu là kiểm hàng trước thanh toán. Lấy mẫu nào cứ bình luận bên dưới cho em mã sản phẩm và kèm cho em cái số điện thoại nha. Em chào chị Ngọc Mỹ ạ. Size L bao nhiêu tiền em? Dạ cũng 269. Mình mua mẫu váy em mang là size M hay là 2X thì cũng 269.000, không tăng giá. Nếu có chị mua size lớn đâu, khi nào mà qua mã khác thì mới giá khác thôi. 269.000 ngày hôm nay có đủ size, cái chịu tranh thủ mình đặt sớm ạ. 1525 và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà. Và váy đẹp nha. Trời ơi, nhận hàng với chị ơi hết hồn. Chất rất là nhẹ và mát luôn, mình coi nè, nhẹ tinh nè, đi bước nào thước tha cho em bước đó. Có kèm túi nha, hai túi hai bên cho em. Đặt đơn là 1525 kèm số điện thoại cho chị Anh Nguyễn ơi. Em có hàng mình đặt là em giao liền á. Size M eo dưới 70 cho em là được nha. Chị nào chưa có mình lên đơn giúp xóa bạn. 1525 chúc cho chị Ngọc My nè, chị Diệp và chị Duyên Duyên. Ok, chị Duyên Duyên có đơn rồi. 63 cân được không em? Được, 63 cân mặc 2X. Đơn này tối đa cho em là dưới 65 cân hoặc là eo 86 độ về là mình có hàng nha. Đó, trước mắt mình đặt mã kèm số điện thoại cho em trước, còn mà size số bao nhiêu sẽ có nhân viên tư vấn nạp. 1525 và kèm cho em cái số điện thoại là được, quá rẻ luôn. Sống đồng trung niên ha, cái váy này cái chị yêu mua mặc hay mua tặng cũng dễ, nó không có kén dáng bợt, mình tròn người ấm người là form nào mang cũng đẹp cho em. Lên nó còn gọn dáng nữa, bụng tròn bụng to là che khuyết điểm luôn. Chị Anh Trần mã số 1525 này, chị Thế Thanh có đơn. Eo chị 78 size nào em? Size XL nha. Eo 78 chốt cho em mẫu đầm này size XL là ok chị yêu ha. Rồi bình luận nhanh tay em tư vấn nè. 1525 và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán nha. Lấy mẫu em mang đây, nhanh tay em tư vấn nè. 1525 kèm số điện thoại cho em. Đó, cổ vuông ha, cổ này nhìn nó rất là thanh thoát cái vai. Nhìn nó lạ nữa, cổ tròn nhiều rồi thì nay đổi sang cổ vuông cho nó lạ. 2XL eo khoảng 86. Chị Sunny đầm em mang bao nhiêu tiền? Dạ 269. Duy nhất chỉ áp dụng cho khách mua trên livestream này của em. Cùng là cái váy này luôn, nếu bây giờ qua trực tiếp shop bao nhiêu? 450. Ở nhà coi livestream đặt đơn chỉ có 269.000 được các chị, rẻ hơn rất là nhiều. Đó mà chị Lộ lấy có 3 lần chia sẻ like vài giây thôi, rất là nhanh ha. Váy đẹp giá rẻ cho các chị mình nha, nhận hàng còn được kiểm tra nữa. Không đẹp là không lấy tiền với chị luôn. Ai là khách mới mình có thể mua trải nghiệm. Không dám mua mấy cái đầm 4-500 thì mua cái này 269 thử đi, coi form coi chất như nào. Em chắc chắn các chị yêu nhận hàng là chị có thích thôi. Bên ngoài còn đẹp hơn ở trên line nhiều nha. Vải mềm mặc mát cho em ha. Mà em đầm body đuôi cá cho các chị mình nữa. Như ngoài em này thì với cái chất liệu là von nha. Hôm giờ đã về đuôi cá nhiều đúng không? Ren có nè, rồi họa tiết hoa văn cũng có. Hôm nay em có cái bộ đầm là đuôi cá chấm bi, các chị yêu coi nè. Đi tiệc đi chơi cũng rất là đẹp luôn ha. Rồi hai lớp form đầm cũng dài qua gối. Ngày hôm nay shop còn size M dành cho những chị nào dưới 50 cân lễ size rồi. Tiếc không, đầm đẹp mà giá rẻ. Nguyên cái đầm đi tiệc này mà có 149.000, các chị coi rẻ không? Tuy nhiên thì chị
nào phải dưới 50 cân cho em mới chốt được nha. Eo dưới 70, 40 tới 50 cân và eo 70 đổ về cho em thì mình đặt đơn ha. Hàng sẽ được giao đến tận nơi và hỗ trợ cái chịu xem hàng trước luôn. Bây giờ lấy mẫu em mang thì chốt là 1544 và kèm cho em cái số điện thoại nè. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán nha cả nhà. Lấy mẫu em mang chốt đơn sớm nha. Shop sẽ tư vấn cũng như là chừa hàng chừa size cho cái chị mình luôn ha. Bao nhiêu tiền mẫu mặt? Dạ 149 đó chị Tường Vi, rẻ không? Đang bán bình thường á là 450 tại shop. Ngay bây giờ chị yêu đào qua trực tiếp shop em, mẫu váy này vẫn đang sale là 450.000 đồng. Vậy mà trên livestream cái chị yêu đặt hàng ha có 149 là quá trời hời luôn. Giá này mà còn không đặt là quá tiếc, tại vì sao? Đẹp mà giá rẻ nữa. Vải von mềm mặt mát, em vẫn có chiếc eo cao cho mình. Phần hông hơi phồng nhẹ tạo cảm giác cho cái chị mình có cái phần eo trông nhỏ gọn hơn. Đó, cổ tim nè, tay lỡ, dáng đầm đuôi cá body nha. 1544 và kèm thêm cái số điện thoại nè, một màu thôi. Họa tiết chấm bi mà dán đầm ôm á là em chỉ có đúng một cái màu này thôi. Nếu mà chị thích bi xòe em có nha. Em có đầm chấm bi mà dạng form đầm xòe nữa. Đó, không dám mặc body, không tự tin mặc body thì em có đầm đầm xòe kiểu khác nha, chứ không có giống như vậy, kiểu khác hoàn toàn. Em có đầm sơ mi bi, chút xíu em lên sau nha. Còn em váy này là thích hợp cho những chị mặc đi chơi đi tiệc nè. Đó, đang tìm đầm đi tiệc thì mình tham khảo cho em. Cái mã váy 1544 này mặc và em nhìn đơn giản vậy thôi chứ mặc sang lắm. Chất mềm mặt mát cho em luôn. Đó, hai size, một size cuối cùng em quên này hết rồi, hết 3 size rồi. Về 4 size và đã cháy hết 3 size rồi, chỉ còn size M thôi. Mã là 1544 và nhớ kèm số điện thoại, bên em sẽ tư vấn cũng như là chừa hàng nha. Giao đến tận nơi hỗ trợ các chị yêu xem hàng luôn ạ. 149k cái đồng đẹp khỏi chê luôn. Nhận hàng kiểm tra xong em bảo đảm với chị hết hộp. Không nghĩ là cầm trên tay cái đồng quá rẻ luôn á. Với giá thị trường đồng trung niên phải tầm 500-700 ngàn thì qua nhà em với cái số tiền đó mua được 3-4 đồng luôn. Đây các chị yêu coi, cái đầm này hai lớp form đuôi cá body may hai lớp đúc lót ở trong. Vải này của em là vải von nữa nha, đẹp nha, 149 ngàn, nhà nào rẻ hơn cho các chị yêu đi một vòng tham khảo giá. Đó, đi một vòng tham khảo giá đi rồi cũng quay lại đây mua hàng thôi. Em đang sale ở trên live không áp dụng giá này tại shop nha. Nhanh tay để được bên em tư vấn cũng như là chừa hàng chừa size cho các chị mình ha. Mã số sản phẩm và kèm thêm cái số điện thoại nha cả nhà. Em mặc trên người đây sẽ là 1544 ạ. 1544 và kèm cho em cái số điện thoại nha. Giá sale 149.000 đồng. 149.000 đồng, chị yêu nào chưa có mình nhanh tay giúp em. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán. Lấy mẫu nào lên đơn sớm, shop tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình đây. Hello chị Ngọc Anh nha. Em cao bao nhiêu? Dạ 1m6 ạ. 1m60 form đầm dài qua gối là trẻ dễ mang không? Không kén dáng nha, chị nào mang cũng hợp. Đi chơi đi tiệc mặc đều đẹp cho em luôn. Đó, nhưng mà hôm nay lễ sai rồi, quan trọng là có vừa hay không, chứ còn về chất hay là về giá tiền thì khỏi cần lo luôn. Chỉ với 149.000 đồng có ngay một em đồng đẹp rồi ha. 1544 và kèm số điện thoại giúp em nha. Em chào chị Ngọc Mỹ hả, size L hả chị, em hết rồi. Hiện tại mẫu váy đuôi cá bi này chỉ còn size M là dưới 50 cân cho em nha, hoặc eo dưới 70. Mình đo thử đi, eo dưới 70 cho em mình chốt nha. Mã hàng kèm cho em cái số điện thoại, giá sale 149.000 trên like nha. 1536 ngày hôm nay còn đúng 2 size cuối cho các chị mình, mà mỗi size thì có vài đơn cuối cùng thôi. Giảm luôn giá 149.000 các chị coi. Trời ơi, rẻ không? Đầm von hoa nha cả nhà ơi, đẹp như này ha, hoa văn nhìn. Hoa này là hoa đào cả nhà. Đó, họa tiết hoa đào cho em nha. Mã số là 1536 nè. Cái màu nó rất là dễ thương, không có bị lè lè kén da nha. Chị khách nào chưa có lên đơn sớm giúp em ạ. Mã sản phẩm và kèm cho em cái số điện thoại nha. Form váy nè, xòe dài ha. 1m6 em mang là dài ngang bóp chân. Đó, rất là dễ mang luôn, chị nào mang cũng thích hợp, sau lưng được may khóa kéo ẩn. 40 cho tới là 55 cân, em còn đúng 2 size này thôi và không về thêm nữa. Mỗi một mã số hoa văn, các chị yêu mà đang theo dõi like của shop em thường xuyên là biết mỗi mẫu về có 1 lần ha, hết là bỏ mẫu luôn chứ không may lại. Đó, lần sau về kiểu khác nha, cứ mỗi bộ sưu tập về là khác nhau. Thì em váy này cũng chỉ còn là bao nhiêu cái cuối là em sale tặng cho mình hết thôi. 100 bao nhiêu ạ? 149.000, hai size cuối cùng cho em tranh thủ mình đặt sớm nha. Giao đến tận nơi và hỗ trợ cho các chị yêu xem hàng. Lấy mẫu em mang thì chốt lên sớm, shop sẽ tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn. Mã số sản phẩm cho em chưa nè, form dài chưa? 1m6
váy ngang bắp chân không lo ngắn nha. Đầm này của em được may kèm lót ở bên trong, không có sợ là bị mỏng nha. Hai lớp form đầm xề dài khóa ẩn phía sau lưng nè. Chốt giúp em 1536 kèm số điện thoại, nhân viên sẽ tư vấn và chừa hàng vừa size nha. Em chào chị Mai Nguyễn ạ. À, bao nhiêu tiền váy này? Dạ 149.000 thôi chị, rẻ lắm. Ngay hôm nay chị nào đặt đơn cho em nha, giá sale là 149. Dạ được, mình cứ đặt ở nhà em giao đến tận nơi, không cần đi đâu hết. Coi livestream đặt hàng, mã số sản phẩm cho em kèm số điện thoại, sau đó là váy sẽ được giao đến tận nhà cho mình luôn. Và hỗ trợ cho các chị yêu là gì ạ? Xem hàng trước thanh toán. Đó, 100% hàng giao chuẩn mẫu cho em luôn. Lấy mẫu nào cũng vậy hết, cứ bình luận cho em mã số kèm số điện thoại, sau đó là nhân viên sẽ alo và tư vấn cho các chị mình hàng. Rồi, nhanh tay cả nhà, đẹp chưa? Không mua hôm nay là tiếc, tại vì sao? Giá quá rẻ mà hàng lại ít nữa. Cũng đồng này tại shop 450.000. Người ở nhà đặt đơn ha, cách nhau có vài phút chia sẻ thôi. Đó, có vài phút đặt hờn hàng, vài giây chia sẻ mà váy em sale còn có 149.000 đồng, các chị coi ưu đãi chưa? Đặt liền tay em tư vấn nè. Mã số sản phẩm cho em 1536 kèm số điện thoại, bên em sẽ liên lạc cũng như là tư vấn chừa hàng chừa size cho các chị mình hành. Dạ 1m6 là form dài qua gỗ rồi chị, mà không có ngắn đâu. Chị thích mặc đầm ngắn hay là sao? Nếu như mà thích ngắn thì em váy này về nhà lên like được nha, không mất form đầm. Đó, em váy cái tàu ngang không có form đầm đâu. Còn nếu thích dài thì để nguyên 1m6, em mặc là cũng đã ngang bắp chân rồi nè. 1536 và kèm cho em cái số điện thoại nha. Chốt đơn trên like, không áp dụng cho khách mua tại shop ạ. Nhanh tay cả nhà ơi, ngoài livestream không giảm giá nha. Cố gắng mình lên đơn sớm giúp em nè. Mã số sản phẩm và kèm cho em cái số điện thoại nha. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn ạ. Đầm em mặc là vải von. Em này với chất liệu là von cát, mềm, mặc mát và rất là thoải mái. Cổ áo là vừa phải không quá hở nha. Tay là tay lỡ cho các chị mình đang. Trời ơi, dễ thương quá cả nhà. Chốt liền trên live cho em. Kết thúc livestream này là về giá cũ rồi. Cũng em váy này luôn, chị nào qua trực tiếp shop mua hơn 400. Ngày hôm nay mình coi livestream đặt đơn chỉ có 149 nè, rẻ hơn nhiều nha. Hai lớp form đầm dài một màu hoa đào, cái chị ơi hoa đào, màu của nó hơi màu hồng hồng cam cam một chút xíu ha. Giá sale 149.000 đồng, nhanh tay giúp em. Ok, chị Ngọc Quý có đơn luôn ạ. À, rồi 1536 và kèm số điện thoại cho em nha. Hai size cuối cùng, chị nào nhanh tay có hàng. Dạ không về thêm chị ơi, giờ là còn nhiều là em sale tặng hết cho các chị mình thôi. Ai dưới 55 kênh cho em thì chốt nha, 149.000 thôi ạ. Quan trọng cho các chị mình nè, em này có cái họa tiết cũng rất là lạ nha, các chị yêu coi nè. Đó, gọi là họa tiết hình học nha cả nhà. Màu trắng này thì mặc lên cho em thì cũng không có làm kén da đâu. Rồi, ngay hôm nay chị nào lên đơn, váy này sale còn 169.000 đồng, duy nhất là chỉ dành cho khách mua trên like của em thôi. Kết thúc livestream là sẽ về giá cũ nha, ưng là phải chốt đơn liền nha. 1461 và kèm cho em cái số điện thoại nè. 4 size cho mình lựa chọn luôn, ML, XL và 2X. Chị nào trong khoảng tầm 40-65 cân cho em mình chốt nha. Cổ sơ mi nè, tay ngắn, form váy xòe dài, em cao 1m6, độ dài là qua gối. Và cái mẫu váy này nó có một ưu điểm nữa là có dây thắt eo. Đó, mình đừng cái chị mặc đầm mà hơi rộng là phải bóp eo hoặc là đeo kèm thắt lưng khác đúng không? Thì riêng cái mẫu váy này các chị yêu cai có sẵn dây eo, em may cố định hai bên. Mặc rộng mình chỉ cần thắt nhẹ cái nơ vô như này là xong, rất là dễ. Đó, ai mặc hơi rộng cứ cột nhẹ lại cho em là nó vừa y liền, khỏi cần chỉnh sửa gì thêm ha. 169.000 chị Quỳnh ơi, chốt mã cho em chưa? 1461 và kèm cho em cái số điện thoại, nhớ đặt đúng mã số. Không có mã số là em chưa có lên đơn được nha. Form đầm xề dài khóa ẩn được may phía sau lưng nè. Đầm này của em với chất liệu là von nên là bên trong sẽ đúp lót không lo bị mỏng nha. Hai lớp, không có túi thôi. Mẫu này của em là may xề dài, xếp ly chân váy, khóa ẩn phía sau lưng. Chỉ có điều là nó không có túi nha. Nếu mà đi chơi, đi tiệc, mình mang kèm túi xách như này cho em vô cũng sẽ rất là đẹp ha. 1461, em chào chị Ngọc My ạ. Rồi, bổ sung số điện thoại, bên em sẽ tư vấn cũng như là chừa hàng, chừa size nha. 4 size hàng có sẵn, ML, XL và 2X. Ở đây em mặc là size M. Và em có size lớn nhất cho cái chị mình là khoảng 2XL là 65 cân đó. Nó cũng tùy vào số đo nữa. Trước mắt bây giờ mình đặt mã số vô cho em. Đây 1461 kèm số điện thoại, quá đơn giản luôn. Sale còn 169.000 đồng, chỉ áp dụng cho khách mua trên line nha. Nếu như bây giờ chị nào mình đặt trễ, giá váy này của em nó sẽ trở về là
450. Tại shop em vẫn đang bán là 450.000 đồng. Tuy nhiên trong cái buổi livestream này của em, chị nào lên đơn ha, giá chỉ bao nhiêu ạ? 169 thôi, rẻ hơn rất là nhiều luôn. Mà đổi lấy gấp 3 lần chia sẻ like thôi, quá đơn giản đúng không? Màu trắng chị, nền váy màu trắng và sẽ có những cái họa tiết hình học rất là lạ luôn. Vai áo nhúng vòng không lo chật bắp tay nè. Chị nào trong khoảng tầm dưới 65 cân cho em bây giờ mình chốt đi nha. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán. Lấy mẫu em mang chốt đơn là 1461 nha cả nhà, nhanh tay nha. Ngoài livestream hả chị? Ngoài livestream là 450. Ngay bây giờ chị nào qua trực tiếp shop em, mẫu váy này đang bán 450.000 đồng. Vậy mà mình chỉ cần ngồi ở nhà, bật điện thoại lên coi livestream đặt đơn thôi thì váy sale bao nhiêu? 169 biết vậy, rẻ hơn nhiều chưa? Nhanh tay đặt đơn liền ha. Vô tình đang coi được cái livestream giảm giá của em thì chốt đơn liền tay em tư vấn. Mã sản phẩm cho em 1461 và kèm số điện thoại nha. Khoảng tầm 2 đến 4 ngày là mình sẽ nhận đơn. Tại vì em may sẵn rồi, tất cả các váy được may sẵn hết rồi. Đây, váy này em về 4 size, dưới 65 cân thì mình cứ chốt. Giao đến tận nơi hỗ trợ các chị xem hàng 169 mà em đẹp bao chất luôn. Nhận hàng được kiểm tra nha. Không đẹp là em không lấy tiền mấy chị luôn đó. Em chào chị Ngọc Mỹ ạ. 2XL em khoảng 84 cho em. Size chuẩn mình cứ đặt như bình thường ha. Ai là khách mới thì sẽ có nhân viên tư vấn size. Còn nếu khách quen á, mình đã mặc váy như em size nào vừa thì em đồng này mình cứ mua như size cũ là được nha. Đó, trừ khi nào mà cái số đo mình thay đổi thì bên em sẽ tư vấn lại ha. 169.000 chị Linh đang có đơn ạ. 1461 và kèm số điện thoại cho em, form dài qua gối. 1m60 em mặc là dài nhiêu đây? Tùy vào chiều cao mỗi chị, mình mặc nó cũng sẽ dài ngắn khác nhau. Size L em 74 cho em ạ. 4 size hàng có sẵn nha. 169.000 đồng áp dụng cho khách mua trên like của em hôm nay. Chốt đơn 1461 kèm số điện thoại cho em ạ. Đầm sơ mi em mặc đây có mã số là 1526 ạ. Với thiết kế là sơ mi các chị mặc đi làm đi chơi đều đẹp nha. Rồi form váy xè nhẹ nhàng nè. Chân váy xếp ly che bụng tốt cho em luôn. Mà màu này của em thì không có kén da đâu chị Thảo Trần ơi. Váy em mặc là váy họa tiết thổ cẩm nha, rất là đẹp luôn. Rồi ngay hôm nay chị khách nào lên đơn shop sale tri ân chị còn 199 thôi, tranh thủ đặt sớm nha. Ngoài livestream váy em mang sẽ có giá là 450.000 đồng. Tuy nhiên khách nào mua trên live này thì sao ạ? 199 rẻ không? Em chào chị Nguyễn luôn. Duy nhất chị dành cho khách mua trên line nha. Tranh thủ đặt sớm cho em đạt 4 size hàng có sẵn luôn. ML, XL và 2X nha. Chốt giúp em mã số là 1526 và kèm số điện thoại. Cái tùng váy các chị coi xè rộng không? Mặc vô là gọn gàng liền. Mà cái màu này em thấy nó cũng có kén da luôn. Da trắng da ngâm gì mang cũng đẹp cho em hết. Nhanh tay em tư vấn nè. Mã sản phẩm và kèm cho em cái số điện thoại nha. Chiều nào chưa có mẫu này lên đơn sớm giúp em nè. Hàng sẽ được giao đến tận nơi và hỗ trợ cho các chị yêu kiểm hàng trước nha. Lấy mẫu em mang chốt đơn là 1526 và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn nè. Mã số sản phẩm và kèm cho em cái số điện thoại là được ha. 1526 và kèm số điện thoại cho em. Cổ sơ mi đi làm mặc đẹp, đi chơi, đi tiệc các chị mang cũng được nữa. Cái phần chân váy các chị để ý nha, em sẽ mang eo cao. Eo cao trên nè, đó từ đây là xếp ly xè phòng các chị yêu coi không lao lộ bụng luôn. Rồi phía trước da bụng, phía sau ăn gian vòng 3 kim tốn nha. 1526 và kèm cho em số điện thoại. Bên em sẽ tư vấn cũng như là chừa hàng, chừa size giảm giá cho các chị mình ha. Và màu này của em là màu xanh. Cái nền váy các chị yêu thấy nó sẽ là nền màu xanh và có hoa văn các chị yêu coi màu nè. Nhã nhặn, màu không lè lè, không lo kén da kén tuổi. 2XL eo khoảng 84 nha chị Thảo, 4 size. Em có 4 size cho mình lựa chọn, ML, XL và 2X, từ 40 cho tới là 65 cân vừa. Chị yêu nào trong khoảng tầm số ký này thì mình cứ lên đơn nha, shop sẽ tư vấn cũng như là chừa hàng chừa size cho mình. Mã số sản phẩm cho em là 1526 nha cả nhà ơi, form xè rất là đẹp luôn. 1m60 form dài qua gối ạ. Eo 74 lấy cho em size L nha chị Tuyết ơi, hàng có sẵn đặt em giao liền ha. Ship thành phố là 20.000 đồng và ship tỉnh chỉ có 30.000 đồng thôi. Hôm nay mình mua ở trên livestream rẻ hơn là mua tại shop. Thay vì phải qua trực tiếp cửa hàng giá hơn 400, người ở nhà coi livestream đặt đơn có 199.000 cái chị coi, rẻ hơn nhiều chưa? Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng 600.000 ngày hôm nay nữa. Đường kiểm hàng trước thanh toán chị Yến nha, mình cứ mua trên live của em nè. Vừa có giá sale mà còn hỗ trợ luôn cả phí ship. Đơn hàng 600 được miễn phí vận chuyển đến tận nhà luôn ạ. Em cao 1m6 và nặng 50 kg.
cân thì em đang mặc là size M. Đây là size M nhà em. Và váy này em có lên size lớn nhất là 2X nữa nha. Tùy vào số đo bên em sẽ tư vấn cái size phù hợp cho mình ạ. 1526 và kèm số điện thoại cho em nha. 199.000 chị Mai ơi. Đầm này của em á, cái chất liệu của nó là vải cát mềm lắm, nhẹ, mát và không có bị xuyên thấu. Ở đây em mặc một lớp mình coi nè, đâu có mỏng đâu đúng không? Và nhận hàng là sẽ y chang như em đang mặc đây, không khác gì cả nha. Giá sale 199.000 đồng, kết thúc livestream là sẽ không được sale nữa. Đó, tranh thủ cái chị mình đang thấy em sale giá rẻ, mình chốt đơn luôn ở phía dưới nha. Soạn ngay cho em mã số 1526 và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà. Giá giảm 199.000 đồng, khách mới em vẫn chốt luôn ha. Hôm nay là không có quan trọng là khách mới hay là khách quen gì hết á. Lần đầu tiên đặt hàng vẫn được giảm giá bình thường luôn. Chỉ cần cái chị đặt đúng thông tin cho em, có mã, có số điện thoại là có đơn, dễ lắm. Ba lần chia sẻ livestream rất là nhanh, không mất nhiều thời gian của mình đâu. Sau lưng được may khóa kéo ẩn cho mình một lớp form đồng xề dài, xích ly toàn bộ chân váy. Giá thị trường 5-700 ngàn, qua nhà em chỉ với 199.000 đồng thôi. Nhanh tay đặt ngay em tư vấn ạ. 1526 và kèm cho em cái số điện thoại nha.